vượt trăm nghìn gian khó chiến trường máu ra, người anh hùng Nguyễn Xí sách hay còn ghi, vùng Chí Linh cùng vua từng chinh chiến bao đêm ngày, đuổi lũ quân nhà Minh từ bắc phương qua xâm lấn, cùng đoàn quân Bắc Tiên xem thường sinh tử, ầm ầm như vũ bão tràn lên phá quân mình. Viện quân nhiều phiên theo tướng quân ra thành đồng quan, làm cho giặc Minh thêm thất kinh suy tàn đầy đó. Đem giặc ông thông đem Việt Tây thịnh kéo lên quê, trời Nam từng chém hai Việt gian là Phạm Đồn và Phan Thanh, phò Thánh Tông nhà Lê vượt khó nguy lên ngôi báu, nhìn đời sau vẫn nhớ công thần danh thương, lòng vì dân yêu nước tròn kiếp không phai, đời sau còn ghi nhớ đến người vì dân từng can trường truy sát phá tan giặc Minh, là cháu con sông Tiên nguyện một lòng vì quê hương, đuổi lũ quân giặc xưa còn dã tâm qua xâm lấn, vì để sau giữ nước đem về quan ai, đồng lòng đi chiến đấu gìn giữ vững biển đông. Một công thần khai quốc dưới thời Hậu Lê, người anh hùng Nguyễn Xí sách nay còn ghi, cùng Chí Linh từng chiến chiến bao đêm ngày, đuổi lũ quân nhà Minh từ bắc phương qua xâm lấn, cùng đoàn quân Bắc Tiến xem thường sinh tử, ầm ầm như vũ bão tràn lên phá quân Minh. Viện quân nhiều phiên theo tướng quân ra thành đồng quan, làm cho giặc Minh thêm thất kinh suy tàn đầy đó. Đem giặc ông thông đem Việt Tây thịnh kéo lên quê, khắp khung trời Nam từng chém hai Việt gian là Phạm Đồn và Phan Thanh, phò Thánh Tông nhà Lê vượt khó nguy lên ngôi báu, nhìn đời sau vẫn nhớ công thần danh thương, lòng vì dân yêu nước tràn kiếp không phai, đời sau còn ghi nhớ đến người vì dân từng can trường truy sát phá tan giặc Minh, là cháu con sông Tiên nguyện một lòng vì quê hương, đuổi lũ quân giặc xưa còn dã tâm qua xâm lấn, vì để sau giữ nước đem về quan ai, đồng lòng đi chiến đấu gìn giữ vững biển đông.
Hơn 600 năm qua, lịch sử vẫn còn ghi người hai lần khai quốc. Và ý nghĩa tên của người là ngọn lửa sáng ngời nguyện di. Người anh hùng, người con ghi lòng, ta giảng danh trang sử vang dân tộc. Cuộc đời người là ngọn lửa sáng ngàn đời. Cường tướng quân uy phong, bao khí thiêng Lam Sơn trăm trận lập công. Bao nhiêu gian nan hiểm nguy, nguyên sĩ vẫn luôn trung chính quyết chí đánh tan quân Minh. Đất nước vui giải phóng, non nước trong khai hoàn dồn vang câu ca. Bình Ngô đại cao vang rồi non sông. Đại thần bốn triều vua dẹp loạn bọn đồn ban vương bao giang sơn. Nhân dân tôn vinh người ca thái uy thái sư lưu danh. Nguyên sĩ tâm gương trung quân sáng soi muôn đời sau. Hậu thế mai tôn thờ ghi nhớ công lao. Bình anh gương mới tua nỡ mặt trời mà nâng lên cao. Công nguyện si xanh cùng trời sao thiên thu tỏa sáng. Tiếng Lam Sơn trăm trận lập công. Bao nhiêu gian nan hiểm nguy, nguyên sĩ vẫn luôn trung chính quyết chí đánh tan quân Minh. Đất nước vui giải phóng, non nước trong khai hoàn dồn vang câu ca. Bình Ngô đại cao vang rồi non sông. Đại thần bốn triều vua dẹp loạn bọn đồn ban vương bao giang sơn. Nhân dân tôn vinh người ca thái uy thái sư lưu danh. Nguyên sĩ tâm gương trung quân sáng soi muôn đời sau. Hậu thế mai tôn thờ ghi nhớ công lao. Bình Ngô khai quốc, bình an trung hưng. Hồn nhiên như ngọc trắng khoe tươi nghiêm mặt ở chiều. Như thanh gươm mới tua đỡ mặt trời mà nâng lên cao. Công nguyên si xanh cùng trời sao thiên thu tỏa sáng. Công nguyên si xanh cùng trời sao thiên thu.
gửi tới quý vị đại biểu và toàn thể các ông, các bà, các bác, các chú, toàn thể con cháu trong họ về dự lễ khánh thành phần lăng mộ của ngài Tổ phụ Nguyễn Bá Trương và Tổ mẫu Công chúa Lê Ngọc Huyền. Lời chào, lời chúc sức khỏe và lời chào tốt đồng nhất. Sau đây, kính thưa các quý đại biểu, toàn thể con cháu đại chi hai dòng họ Quyền Đình, hôm nay ngày 10 tháng 11 năm 2024 nhằm ngày 10 tháng 10 năm Tân Sửu được sự cho phép của Hội đồng Dân tộc Đại Tôn, Hội đồng Dân tộc Đại Chi Hai Long Đồng tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo nâng cấp khu lăng mộ của ngài Đức Tổ Thái Báo Phò Mã Đô Úy Nguyễn Bá Xương và ngài Tổ mẫu Công chúa Lê Tưởng Huyền. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình buổi lễ có nội dung như sau. Một là đón tiếp con cháu và quý khách dân hương tại phần lăng mộ. Hai là giới thiệu đại biểu khai mạc. Ba, báo cáo thu chi tài chính. Bốn, đại diện Hội đồng Dân tộc Đại Tôn phát biểu ý kiến. Năm, đại diện các ủy chính quyền địa phương xã Khánh Hợp phát biểu ý kiến. Sáu, đại diện con cháu đại chi trung chi phát biểu ý kiến. Bảy, tri ân các tiểu chi trung chi nhánh phái các đại diện tiêu biểu trong quá trình xây lắp lăng mộ của Tổ phụ Tổ mẫu, phát động con cháu trung tiểu chi các nhánh phái tiếp tục phát tâm công đức, đóng góp công đức để kinh phí xây dựng lăng mộ và một số công việc theo nghị quyết của Hội đồng Dân tộc Đại Chi đã đề ra. Tám là phần liên hoan cổ lộc. Cùng xin kính báo và thông báo cho quý vị đại biểu và toàn thể con cháu trong thời gian vừa qua, chú Nguyễn Đình Nguyên, con cháu thuộc là nhánh phái xã Nghĩa Cúc Bắc đã từ đồng, là một người con rất thành đạt và có tâm, có công đức và các phong trào của xây dựng những tôn tạo của dòng họ của Đại Tôn cũng như Đại Chi chúng ta để tưởng nhớ sự công lao cũng tinh thần của chú Nguyễn Đình Nguyên. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các ông, các bà, các bác, các chú cùng toàn thể con cháu về dự buổi lễ hôm nay. Ta đứng dậy chỉnh đốn trang phục, trân trọng một phút tưởng niệm để công lao và cái thuần hùng của chú Nguyễn Đình Nguyên. Khi nghiêm một phút tưởng nhớ linh hồn chú Nguyễn Đình Nguyên đã tư đần của con cháu của chúng họ, xin được bắt đầu. Thôi xin cảm ơn, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể quan trọng chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác Nguyễn Đình Thắng thay mặt cho ban tổ chức Hội đồng Dân tộc Đại Tôn lên khai mạc giới thiệu đại biểu. Xin kính mời bác. Đây là chi? Tôi xin đọc cái diễn văn khai mạc lễ khánh thành lăng mộ ngài Tổ phụ Thái Bảo Phò Mã Nguyễn Bá Trương và Tổ mẫu Công chúa Lê Thị Ngọc Huyền. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa Hội đồng Gia tộc Đại Tôn, kính thưa Hội đồng Gia tộc Đại Chi Hai, kính thưa các bậc con cháu trong dòng họ Nguyễn Đình. Hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2024 nhằm ngày 10 tháng 11 năm Giáp Thìn, được sự thống nhất của cấp ủy chính quyền và Hội đồng Gia tộc Đại Tôn dòng họ Nguyễn Đình, Hội đồng Gia tộc Đại Chi Hai cùng con cháu dòng họ long trọng tổ chức lễ khánh thành phần lăng mộ của Tổ phụ Thái Bảo Phò Mã Nguyễn Bá Xương và Tổ mẫu Công chúa Lê Thị Ngọc Huyền tại khu vực cánh đồng lâm xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Về dự và chỉ đạo buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu cấp xã. Thì giờ này là địa phương thì chưa có mặt. Và đại biểu Hội đồng Gia tộc Đại Tôn, tôi xin giới thiệu bác Nguyễn Thanh Tiên, bác Nguyễn Đình Hào, đại diện chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi xin trân trọng giới thiệu chú Nguyễn Đình Nguyên, chủ tịch Hội đồng Gia tộc Đại Chi Hai, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu bác Đặng Lệ Bất Chất, thì được mời là tộc trưởng, nhưng mà hôm nay bác không có mặt, chưa đến tháp dự được, thì tí nữa bác đến muộn thì tôi đã giới thiệu sau. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể con cháu dòng họ, ngài Tổ phụ Thái Bảo Phò Mã Nguyễn Văn Xương là con thứ hai của Thái sư Cơ Quốc Công Nguyễn Xí,
Ngài sinh ra vào khoảng năm 1420 tại Lư Sơn, Thanh Hóa. Ngài lớn lên và lập gia đình tại kinh đô Thăng Long là Đại Thần Lê Sơ, được phong tước phò mã đô úy, nghiêm vò về tổng quản đồng trì, đồng tri tổng chư trưởng sự hành thuần hóa đạo, đô tổng binh sứ, đô tướng binh sứ Tằng Thái Bảo. Vợ ngài là công chúa Lê Thị Ngọc Huyền, con gái thứ năm của Vua Lê Lợi. Ngài sinh hạ được ba người con, gồm một gái và hai trai. Con gái là Ngọc Độ lấy thái tử Thiên Cúc được phong quận công chúa. Con trai thứ nhất Huấn Kiệt Hầu Nguyễn Bá Nhật được phong tước uy dùng công thần đặc tiến phủ quốc thượng tướng quân, trung quân đô đốc, phù tả đô đốc Huấn Kiệt Hầu. Con trai thứ hai là Nguyễn Bá Hân được phong tước là lưu thú tuần lò đống lương hầu, tặng phẩm lược tướng quân. Ngài Thái Bảo phò mã Nguyễn Bá Sương đã có nhiều công lao to lớn trong đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc thời Lê Sơ. Sau khi được thăng chức Thái Bảo, trở thành trụ cột của triều đình, ngài Nguyễn Bá Sương nối nghiệp cha, theo dõi chỉ đạo xây dựng trại giam để thám giữ các tù binh, quân binh, quân chiêm thành. Đây là trại giam tù hành binh lớn được hành thành sau khi Lê Lợi chuyển hướng chiến lược cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ Thanh Hóa vào Nghệ An. Trại giam này không chỉ giam tù binh hàng bài mà thành Nghệ An, mà giam cả tù binh các thành Tân Bình, Thuần Hóa phía Nam thành và thành Diễn Châu, Tây Đô phía Bắc. Ngài có công bình định thiên hạ, lập nên nhiều làng xã trong cộng đồng dân cư của nước Đại Việt thời Lê Sơ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các vị trong hội đồng gia tộc Đại Tôn và cùng thể con cháu, cuộc đời và sự nghiệp to lớn của Thái Bảo phò mã Nguyễn Bá Sương đã để lại cho vương triều nhà Lê và muôn dân trăm họ sự cảm phục và biết ơn về một vị tướng trẻ tài ba, sống pha trần mạc, hết mực chăm lo cuộc sống của nhân dân. Ngài có lối sống nhân cách cao cả, không chỉ khi còn sung sức cho đến những tháng năm cuối đời, đến khi rút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt con dân trăm họ, Thái Bảo Nguyễn Bá Sương luôn được triều đình và muôn dân trăm họ nhớ đến như một vị anh hùng của nhân dân. Đặc biệt là sự ra đi của Thái Bảo Nguyễn Bá Sương đã gieo mầm cho sự sống cho mọi người trong vùng đến xin cha nhập mình làm con nuôi của ngài. Để bảo đáp công lao to lớn của ngài, con cháu dòng họ cùng nhân dân lập đền thờ ngài tại an cư lập nghiệp của ngài Trấn Phú ở làng Yên Đài, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Lộc, nay thuộc địa chỉ số 105 đường Trương Văn Lĩnh, xóm 13, xã Nghĩa Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngài tổ phụ Thái Bảo phò mã Nguyễn Bá Sương mất ngày 17 tháng 12. Sau khi ngài qua đời, con cháu đưa ngài tổ phụ về an táng tại khu lăng mộ của dòng họ Nguyễn Đình tại xã Thường Xá, Cánh Đồng Lâm, xã Khánh Hợp, huyện Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An. Lăng mộ của ngài tổ phụ đã được con cháu hậu thế nhiều đời xây dựng và tôn tạo. Tuy nhiên, do chiều dài lịch sử nên các vật liệu thường bị xuống cấp, không tương xứng với công lao sự nghiệp của ngài. Phần mộ của tổ phụ công chúa Lê Cộng Nguyên cũng được con cháu chôn cất tại khu dăm Lý Ngư thuộc xóm 13, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, kiến tạo ở thành phố Vinh những sắm rau giải phóng nên vô tình đã làm hư hại đến thành quách của mộ tổ mầu và được nhân dân làng sang tiểu và lập bằng một mộ đất tại khu vực dăm Lý Ngư. Sau đại hội hội đồng gia tộc Đại Chi II nhiệm kỳ 2022-2026 đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này phải thực hiện được xây dựng lăng mộ cho ngài tổ phụ Thái Bảo phò mã Nguyễn Bá Sương và tổ mẫu công chúa Lê Thị Ngọc Huyền. Sau một thời gian nỗ lực của hội đồng gia tộc Đại Chi, sự tích cực hưởng ứng của con cháu trong dòng họ
phần lăng mộ của ngài tổ phụ và tổ mẫu. Thứ hai, đào hoàn thành góp phần tạo nên một cảnh quan linh thiêng tôn kính tại khu di tích lăng mộ đặc biệt lăng mộ của dòng họ Nguyễn Xí tại cánh đồng Lâm, xã Cánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa quý khách, kính thưa các vị trong hội đồng gia tộc Đại Tôn cùng toàn thể con cháu, để đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết thống nhất của các ông, các bác, các chú trong hội đồng gia tộc Đại Chi Hai, sự hưởng ứng tinh thần và vật chất của con cháu trong các trung chi, tiểu chi, nhánh phái của dòng họ. Thay mặt gia đồng gia tộc Đại Chi Hai, dòng họ Nguyễn Đình cho phép tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý vị đại biểu và toàn thể con cháu, cảm ơn đội thờ đá, cảm ơn đội thần nề và con cháu đã tích cực thi công phần lăng mộ của ngài tổ phụ và tổ mẫu. Hôm nay trước buổi lễ khánh thành lăng mộ của ngài tổ phụ Thái Bảo Phò Mã Nguyễn Bá Sương và tổ mẫu Công chúa Lê Thị Ngọc Huyền, chúng ta bao gồm các quý vị quan khách, con cháu trong dòng họ khắp mọi nơi về đây thắp nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công ơn to lớn và ngài Thái Phò Mã Nguyễn Bá Sương đã cống hiến cho Giang Sơn xã Tắc. Nhân dịp này là để con cháu ôn lại truyền thống và răn dạy con cháu luôn hướng về cội nguồn, khắc ghi công lao to lớn của ngài, từ đó mà phấn đấu lao động học tập công tác cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng dòng họ Nguyễn Đình ngày càng phát triển vững mạnh trường thịnh. Nhân buổi lễ khánh thành lăng mộ của ngài tổ phụ Phò Mã Nguyễn Bá Sương và tổ mẫu Công chúa Lê Thị Ngọc Huyền hôm nay, cho phép tôi thay mặt hội đồng gia tộc Đại Chi Hai cùng con cháu trong họ xin kính chúc và cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các vị trong hội đồng gia tộc Đại Tôn, Đại Chi cùng toàn thể con cháu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời chú Nguyễn Đình Minh, kế toán của hội đồng gia tộc Đại Chi Hai lên công bố tài chính quyết toán xây dựng công trình. Xin kính mời chú. Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể anh em dòng tộc Đại Chi Hai, Thái Bảo Phò Mã Đô Úy Nguyễn Bá Sương, hôm nay trong niềm vui sướng và đầy tự hào, chúng ta về đây dự lễ hoàn thành tôn tạo nâng cấp khu lăng mộ của Đức Tổ Thái Bảo Phò Mã Đô Úy Nguyễn Bá Sương. Để hoàn thành công trình tầm cỡ và ý nghĩa này, xứng tầm với vị thế và công trạng của Đức Chí Tổ chúng ta, có sự quyết tâm và nỗ lực của Ban Quản tổng, Hội đồng Gia tộc Đại Chi, cùng với sự đóng góp tài lực, vật lực của đông đảo anh em con cháu, dâu rể nội ngoại trong toàn Đại Chi trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Gia tộc Đại Chi 2 nhiệm kỳ 2022-2027 về việc tôn tạo nâng cấp khu lăng mộ Đức Chi Tổ, xây dựng và di rời tổ mẫu về Nghĩa Trang Đồng Lầm và một số công việc quan trọng khác của Đại Chi, Ban Quản tộc Đại Chi đã dự toán kinh phí và ra lời kêu gọi vận động các tiểu chi phái, các con cháu dâu rể trên mọi miền Tổ quốc phát tâm công đức đóng góp tài vật để hoàn thành nghị quyết của Hội đồng Gia tộc. Trong đó, vận động mỗi tiểu chi phái, mỗi nóc nhà thờ trong toàn hệ thống Đại Chi đóng góp tối thiểu 15 triệu đồng. Hôm nay, tôi xin phép được thay mặt Ban Quản tộc, Hội đồng Gia tộc Đại Chi báo cáo công tác tài chính của Đại Chi. Và xin nhấn mạnh, đây là phần thu chi của Ban Quản tộc đến thời điểm báo cáo là ngày 7 tháng 11 năm 2024 với số liệu cụ thể như sau. Trước khi để báo cáo cụ thể thì cũng... bởi vì công tác tài chính phải làm trước, còn về phần hôm nay đóng góp các tiểu chi phái đóng góp thêm ở công đức thì sẽ cập nhật vào sau. Một là về phần thu, một nhỏ về các tiểu chi phái, đã có 22 nhà thờ trên tổng số hơn 60 nhà thờ của Đại Chi theo thống kê của Hội đồng Gia tộc Đại Tôn đã đóng góp được 284.900.000 đồng. Trong đó tiêu biểu có phái Thanh Đồng, huyện Thanh Chương đóng góp 40 triệu, phái của Nghi Quang, Nghi Lộc đóng 20 triệu, phái 1 Trung Chí Thứ của Nghi Thạch đóng góp 16 triệu đồng. Và có 7 chi phái của nhà thờ khác là đóng đủ với lại cái số lượng là 15 triệu đồng, thì tí nữa vinh danh sẽ có tên cụ thể của các nhà thờ sau.
Về cá nhân đã có 49 người đóng góp được số tiền 366 triệu và một gia đình hiến gần 70 mét vuông đất trị giá 20 triệu đồng. Trong đó có các cá nhân tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Đình Nguyên thuộc phái Nghi Công Bắc đóng góp 55 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Đình Minh, con ông Tiến bà Dần thuộc phái 1 Trung Chi Thứ Nghi Thạch đóng góp 50 triệu. Ông Nguyễn Đức Tộc và ông Nguyễn Đức Trọng và con cháu các cụ Nguyễn của cụ Nguyễn Đức Đôn ở tiểu chi Nguyễn Thế Truyền, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 20 triệu. Đặc biệt có bà Phạm Thị Trâm là con dâu của phái Bến Thủy đóng góp riêng cho phần xây dựng lăng tổ phụ là 15 triệu đồng. Ngoài ra thì có thêm một phần thu là tiền lãi tiết kiệm, tức là báo cáo với lại đại chi, anh em con cháu đại chi là sau khi mà phát động phong trào đóng góp công đức thì tiền về tài khoản về là tiền mặt về thì chúng tôi là tôi là kế toán và ông Sơn là thủ quỹ thì đủ số tiền đến 10 triệu là chúng tôi gửi tiết kiệm. Và đến bây giờ thì lại lãi tiết kiệm được 22 triệu 690 ngàn đồng. Tổng thu của tất cả các mục trên được 673 triệu 596 ngàn đồng. Hai là phần chi. Một là chi mua đất làm đường và lễ rước tổ mẫu về Đồng Lầm là 77 triệu 470 nghìn đồng. Hai là chi cho xây dựng lăng mộ chi tổ. 2.1 là chi cho phần lăng mộ đá là 564 triệu 288 ngàn đồng. Chi cho phần đế móng là 84 triệu 268 nghìn đồng. Chi mua đất để làm đường là 20 triệu 500 ngàn đồng. Chi làm đường là 23 triệu 870 ngàn đồng. Và chi khác theo nghị quyết của Hội đồng gia tộc là 45 triệu 685 ngàn đồng. Tổng cộng đã chi đến ngày 7 tháng 11 năm 2024 là 816 triệu 081 ngàn đồng. Cân đối các khoản thu chi thì hiện nay chúng ta đang còn thiếu của nhà thầu xây dựng lăng mộ là 142 triệu 485 ngàn đồng. Đấy là phần báo cáo thu chi tài chính như thế. Thì nhân đây thì trong buổi lễ hôm nay xin được kính chúc quý vị khách quý, toàn thể anh em con cháu chúng ta một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời chú Nguyễn Thanh Thiên, tránh văn phòng Hội đồng gia tộc Đại Tôn lên phát biểu buổi lễ. Xin trân trọng. Thưa các vị trong Hội đồng gia tộc Đại Tôn Đại Chi, các vị khách quý, thưa con cháu trong dòng tộc của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí cũng như là thay mò đội phải phải có đội ý Nguyễn Bá Sương. Đoàn đại biểu của Đại Tôn hôm nay á có tôi, có bác Nguyễn Đình Hảo, phó Hội đồng gia tộc Đại Tôn quyền tộc trưởng, có ông Nguyễn Đình Tiến là ủy viên ban quản tộc, có ông Nguyễn Mạnh Hà ủy viên ban quản tộc, thì hai ông Hà và ông Tiến là thuộc con cháu của đại chi hai, nhưng là Đại Tôn có năm vị trong ban quản tộc thì là có hai vị trong đại chi hai. Thì một cái dịp rất hiếm, rất quý, tôi xin thay mặt cho Hội đồng gia tộc Đại Tôn xin phát biểu với con cháu và quý khách một vài suy nghĩ như thế này: tri ân tiên tổ, nhân nhân giai hữu phúc. Tri ân tiên tổ là người người được hạnh phúc bền lâu. Hôm nay trong không khí thành kính thiêng liêng biết ơn vô hạn các bậc tiền nhân, tại mảnh đất Đồng Lâm, mảnh đất địa linh nhân kiệt, mảnh đất thổ hữu kính, mảnh đất này là mảnh đất thổ hữu kính, mảnh đất thiêng là phải cung kính, thì con cháu của đại chi hai làm cái việc trùng tu tôn tạo nâng cấp cái khôi mộ của vị tổ của đại chi. Đây là một việc làm rất lớn, rất ý nghĩa. Báo cáo với quý vị, chúng ta đang sống trong một cái thế giới hiện nay đầy biến động, phức tạp, khó lường.
cuộc cạnh tranh các nước lớn, các cuộc xung đột về biên giới, xung đột về sắc tộc, xung đột về dân tộc, nó rồi rắm lắm. Chưa biết rằng thế giới bây giờ còn là phức tạp khó lường. Mặc dù ông Trump vừa đi là trúng tổng thống Mỹ đó rồi đấy, nhưng mà không đơn giản. Nếu không có chiến tranh thế giới về quân sự thì chiến tranh thế giới về kinh tế, chiến tranh thế giới về địa dư, anh thấy là phức tạp lắm. Cái cuộc cạnh tranh các nước lớn phức tạp lắm. Thì bây giờ Việt Nam ta là một nước nhỏ, lấy cái gì để bây giờ nước đó nè. Kinh tế chưa bằng họ, quân sự cũng chưa bằng họ, mặc dù là ta tài giỏi. Thành thế bây giờ ta phải lấy cái văn hóa, cái văn hóa từng gia đình, văn hóa từng dòng họ, văn hóa từng dân tộc mà mạnh, đó là cái kế giữ được. Văn hóa gia đình còn, văn hóa dòng họ còn, văn hóa dân tộc còn là nước ta còn. Ta không sợ bất kỳ bánh nào cả, chứ không phải sợ đâu. Cũng thấy là thằng Trung Quốc 1.4 tỷ là ta sợ đâu. Tại sao ta thẳng hắn? Là vì ta có cái văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cái chuyện đó là ta lớn lắm. Ta vừa nãy là cái các bậc thành thì cái có mặt hôm nay là ta tiếp thêm một cái năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng văn hóa vào từng thành viên của có mặt hôm nay. Thành thì như tôi hôm nay là 85 tuổi, nhưng tôi đến đây là tôi sẽ vui lên, tôi sẽ khỏe hơn, bởi vì tôi có thêm một cái năng lượng mới. Mà ta hay nói năng lượng xanh, năng lượng sạch, đấy là cái văn hóa, là cái truyền thống. Thành thế là cái Việt Nam là rất ý nghĩa. Thì giờ là phải nói rằng á, tôi sinh năm 40, như năm 2002 tôi mới về hưu. Thì tôi làm việc họ, tôi nói cùng với bác Hảo đấy là 22 năm. Thì tôi thấy này, tôi rất biết ơn con cháu trong dòng tộc hướng về cội nguồn. Mà qua cái việc làm này là đào hiếu, cái việc mà con cháu là góp công góp sức để là nâng cấp cái mộ tổ, giữ cái mộ tổ, nâng cấp nhà thờ, tại này giữ như giữ mộ tổ 500-600 năm rồi vẫn còn, thì là nhờ con cháu, nhờ dòng tộc. Thành thế là cái đấy là quý lắm. Mà đức tổ ta trước khi ngài qua đời 2 năm, ngài để làm cái bản di huấn, thì ngài có căn dặn như thế này: đừng thấy bờ sôi ruộng mặt mà quên cái ngày là gian khổ, là đau bụi phạt cái của ta. Đừng thấy cá như nhảy múa mà thấy là ngày ta phải nằm tuyết gối đồng. Các ngươi hãy giữ gìn gia pháp, hãy lấy đạo hiếu để lập công. Giữ gìn gia pháp là giữ gìn cái truyền thống của dòng họ, giữ gìn cái dòng thống của truyền thống và cái đạo hiếu. Bây giờ là thật là từng gia đình một phải giáo dục con, phải biết ơn cha mẹ, biết ơn tổ tiên thì nó mới bền vững, nó mới lâu dài. Đấy. Thì là hôm nay là giữ cái khánh thành lăng mộ của đại chi hai ấy, một bộ đại chi hai, đại tôn rất hoan nghênh, biểu dương, và có thể là với tư cách là thánh hoàn tộc của đại tôn, tôi biết ơn con cháu trong dòng tộc đã góp công góp sức để gìn giữ, để cho dòng họ của chúng ta được là hầu thế vinh danh, là một dòng họ danh gia vòng tộc, danh gia là nổi tiếng, vòng tộc là truyền đời, để chúng ta làm tiếp nối trong huyết mạch con cháu của chúng ta là một dòng họ danh gia vòng tộc. Đây là hậu duệ của Thái sư Cương Quốc Công, hậu duệ của ngài Nguyễn Bá Sương, để chúng ta gìn giữ, để chúng ta phát huy. Thì xin chúc các vị khách quý, các bậc cao niên, con cháu trong dòng tộc dồi dào sức khỏe, an lạc nơi mình ở, vui về việc mình làm. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức cùng toàn thể con cháu trong cộng đồng dân tộc tại chi hai, xin chân thành cảm ơn các bác các chú trong ban quân tộc của hội đồng dân tộc đại tôn dòng họ Nguyễn Đình, đặc biệt là ý kiến phát biểu của chú Nguyễn Đình Tiên, Nguyễn Thành Tiên là chánh quân tộc của đồng dân tộc đại tôn đã đến tham dự và phát biểu chia sẻ, ghi nhận động viên tinh thần con cháu của đại chi hai. Thay mặt là con cháu xin chúc sức khỏe chú Nguyễn Thanh Tiên cũng như các bác các chú trong hội đồng gia tộc của đại tôn sức khỏe, là luôn luôn theo dõi và động viên đứng về cho con cháu của đại chi thực hiện tốt các cái nhiệm vụ để là tôn tạo công đức chăm lo phụng sự tổ tiên. Xin cảm ơn.
Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu kính mời chú Nguyễn Đình Nguyên, tránh văn phòng hội đồng dân tộc Đại Chi Hai lên phát biểu với buổi lễ. Xin trân trọng kính mời chú. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bậc cao niên, các bác, các chú, các o, các mự, con cháu thuộc Đại Chi Hai, dòng dõi của họ Mã, Đỗ Ý, Thái Bảo, quận Công, huyện Bà Sương. Hôm nay có thể nói là chúng ta rất hoan hỷ, phấn khởi tập trung về tại khu lăng mộ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của dòng họ người Tây để dự cái lễ khánh thành lăng mộ của tổ phụ và tổ mẫu của chúng ta. Chúng tôi xin có một số ý kiến. Trước tiên, thay mặt cho hội đồng gia tộc Đại Chi Hai và ban quản tộc Đại Chi Hai, xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, của toàn thể con cháu về đây dự lễ. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể con cháu Đại Chi Hai, bước vào nhiệm kỳ 22-26, hội đồng gia tộc và ban quản tộc của Đại Chi Hai đã đề ra bốn nhiệm vụ. Thì nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng lăng mộ tổ phụ Nguyễn Bá Sương. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng lăng mộ tổ mẫu và đưa tổ mẫu, di rời tổ mẫu từ nghĩa trang Lý Ngư ở Mỹ Phú về nghĩa trang Khải Trung Lâm. Nhiệm vụ thứ ba là xây dựng mộ phụ tổ Trung Chi Thứ Nguyễn Bá Hân. Thì khi chúng tôi đề ra nhiệm vụ xây dựng mộ phụ tổ Trung Chi Thứ thì chúng tôi vẫn chưa định hình được là sẽ xây dựng ở đâu, chỉ có cái đề ra nhiệm vụ thế thôi. Nhưng cho đến nay thì chúng tôi đã có quyết định là sắp tới xây dựng mộ phụ tổ Trung Chi Thứ sẽ ở ngay sát bên mộ cổ mộ, vì đất chúng ta đã mua đó 700 m2 rồi. Và nhiệm vụ thứ tư là làm di tích lịch sử văn hóa cho ngài Nguyễn Bá Sương. Thì cái nhiệm vụ này hiện nay chúng tôi đã xúc tiến làm hồ sơ rồi, nhưng mà có những một số vấn đề chúng tôi tạm thời hoãn lại, bởi vì danh phần của ngài mà họ đề xuất xây xếp loại di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh thì chúng tôi cảm thấy không đồng ý, cho nên chúng tôi tạm dừng lại đào tạo để tìm một cái cơ hội khi mà tập trung đầy đủ về di tích, thì dù như là các văn bản mà nhà nước phong kiến đã ban hành, những cái sắc phong rồi những cái ấy, thì thực ra thì cụ tổ ta cũng báo cáo với con cháu thế này, chịu thiệt thôi ở chỗ, tức là trong lịch sử Việt Nam những cái dòng viết về cụ Nguyễn Bá Sương rất ngắn gọn. Rồi cái sắc phong thì sẽ trải qua nhiều cái biến đổi về lịch sử, về xung đột, về tôn giáo, rồi vấn đề chính trị vân vân, rồi rước cụ đi chỗ này chỗ nọ, thì sắc phong không còn cái gì. Thì hiện nay thì chúng tôi còn hy vọng sắc phong của con cháu cụ, hy vọng một sắc phong của con cháu cụ, và theo như chỉ đạo của bên văn hóa thì sắc phong con cháu cũng được. Và cũng rất may là sau khi mà tiếp thu tinh thần đó thì tôi đã nhờ nhà báo Hoàng Kiểm ở bên báo văn hóa là tập hợp tư liệu và viết được ba bài báo đó cũng là một cái cơ sở sau này chúng ta làm. Thì cho nên báo cáo là hiện nay xếp loại di tích lịch sử văn hóa của ngài cũng đơn giản. Nếu mà xếp, vì lúc đó chúng ta nằm viện thì ban quản tộc chúng tôi vẫn xét duyệt và ký văn bản để cho chúng ta làm. Sau đó chúng ta huy động vốn ở trong ba gia đình đúng như cam kết, tức là không huy động ra ngoài mà chỉ huy động trong ba gia đình. Thì ba gia đình đây là gia đình chú An, gia đình chú Điển và gia đình Bậc Phạm. Nhưng mà cho đến nay chúng tôi cũng không nhận được cái bản quyết toán, cho nên chúng tôi chỉ biết sơ là gia đình chú An và gia đình chú Điển đóng góp từ 130 triệu trở lên nha. Chúng tôi chỉ biết sơ thế thôi, cho nên
cái mà tổng kết bên lăng mạ thì chúng tôi hiện nay vẫn chưa thể làm được, chỉ có ước đoán một chút chứ không thể làm được. Còn lăng mạ thì ngay từ đầu Đại Chí đã lúc đó thật ra khi đó có tiền thì có cháu Toan thuộc phái Khánh Đồng là đứng ra bảo lúc đó là phải cọc. Cho nên sau đó hơn 2 tháng sau thì Đại Chí mới có tiền để nạp tiếp 16.400.000 nữa để lấy cho đủ đất xây lăng mộ Bác. Nhưng khi đó thì không biết đó đạt thế nào, nó lại lệch mất cái tấm của chú Phan ấy. Chú Phan đó lấy cái bộ tấm đó thì buộc chúng tôi phải mua thêm. Đấy thì có anh Hà là người đứng ra tí làm không đúng nguyên tắc tài chính lắm. Anh Hà đứng ra tự phát động phong trào thì con cháu cũng hưởng ứng, thì đó là cái điều tốt của con cháu. Thì con cháu hưởng ứng nạp hơn 100 triệu, cái này thì coi là tôi cũng đắm rồi lắm. Nhưng mà đã trả xong cái tiền đất hiện nay, cái đất ở lăng Ba là 700 mét vuông, nhưng mà xây lăng Ba chỉ hết khoảng hơn 100 mét. Thì số đất còn lại đó thì chúng tôi dự tính là sẽ xây tiếp cái lăng của cụ Nguyễn Mãi, và sẽ ban bạc với trung chi trưởng để chuyển cả lăng của cụ Nguyễn Bá Nhật về đó. Thì gia đình của cụ tổ ta coi như là quê quần ngay tại đây. Thì đó là ý kiến tôi đưa ra, và tôi cũng muốn nhân cái lễ này là xin trưng cầu ý của con cháu là như thế có ổn không. Nếu ổn thì Tà Chí sẽ làm theo ổn đó. Còn riêng lăng ông thì sau khi mà thiết kế được trình, họ thiết kế và dự toán là khoảng 600 triệu. 600 triệu là riêng phần xây lắp đá. Sau đó thì chúng tôi thấy như thế là không ổn với mặt thiết kế, nên chúng tôi thiết kế lại. Và đồng thời được sự ủng hộ giống như kiểu tức là diêu được đó. Cho nên là tôi mời nhà đầu tư, nhà thầu đến và bảo bế cho cháu kéo dọc và kéo ngang cho cái thước lộ bán ở cái cung đẹp nhất cho bác. Thì kéo ở cung đẹp nhất là vừa đúng 96 đẹp nhất. 96 giống như cái kiểu là chơi chó mồ cù lên có 9 mét này. Bây giờ mở ra 96 vừa đúng cung đẹp, thì vừa đúng mỗi bên cái bán sân nữa để chúng tôi làm cái móng mới. Có nghĩa là không hề đúng vào móng cù. Và xây dựng móng mới thì răng móng chúng tôi làm là 4 thanh sắt 16 và răng lên là hơn 2 mét. Có nghĩa là răng móng của ta gần như xây nhà. Còn nền là cũng đổ bê tông dày 5 phân nền, không kể phân lát lên. Cái đó là trách nhiệm của chủ nhà ta phải làm. Rồi sau đó lại phát sinh thêm con đường nữa. Nói tóm lại là lượng tiền này phát sinh cũng khá nhiều. Tôi nói sơ về phần xây lắp. Riêng cái cổng là 68 triệu. Hai con rồng phát sinh là 22 triệu. Cái lư hương 12 triệu. Phát sinh thêm vì mở rồng cho nên là lan can mở ra 10 mét là 28 triệu. Phần lắp thêm 40 mét vuông. Vì diện tích mở rồng nó tăng lên 4 mét vuông là 16 triệu. Tính như vậy là tôi tính ra là tiền tổng cái tiền phát sinh gần 200, nhưng mà tổng tiền này cộng lại thì cũng mới chỉ còn 500 mấy chục triệu đó, là chưa tính cái phần phát sinh. Nếu như tính thêm cái phát sinh mới đấy nữa 15 triệu nữa thì cũng chỉ mới khoảng 500 560, nghĩa là không tăng cái dự toán ban đầu không. Mà ta để tăng cái diện tích lên đến hơn 1/3. Thì báo cáo để bà con biết được cụ thể như thế. Có nghĩa là làm cái mồ này chúng tôi đã gọi thầu 3 nhà thầu và chỉ chọn 1 nhà thầu. Và cũng là cái phúc của tổ là nhà thầu này có tâm, có đức. Cho nên bỏ giá thầu đã thấp, và trong quá trình phát sinh cũng đưa ra những cái giá mà giúp nhà thầu chứ không cao. Tôi so với cái giá dự toán đó không cao gì. Cho nên là cùng báo cáo để có cháu biết một chút thế.
cuối cùng thì tôi chỉ báo cáo sơ qua thôi, dành cái báo cáo chi tiết hơn vào ngày đại hội của hội đồng giáo tập. Và cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu của toàn với tới toàn thể con cháu, và chúc quý vị đại biểu và toàn thể con cháu được hưởng phúc tổ tiên nhiều hơn, sức có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc gia đình ấm no. Xin hết ạ. Chương trình xin trân trọng kính mời chú Nguyễn Bình Quán phái Bình Thành Nhất Thành đến đại diện con cháu phát biểu ý kiến tại buổi lễ. Xin kính mời. Kính thưa các bác đại diện cho đài cuối đầu đài tổng. Kính thưa quý vị đại biểu. Kính thưa các ông, các bác, các anh, các chú trong hội đồng gia tộc đại quan tộc chi hai. Xin kính chào tất cả con cháu thuộc con cháu của đại tôn chi hai hôm nay có mặt tại khán lễ để mừng ngày trọng đại này. Kính thưa tất cả khán lễ, chúng tôi là con cháu của phân chi trường Nguyễn Bá Lai tại Vĩnh Thành, Yên Thành, Nghệ An. Rất vinh dự hôm nay được phép của ban tổ chức lên phát biểu nói lời cảm tưởng trước lễ trọng đại này. Rất ghi nhận lời huấn thị của bác Nguyễn Thanh Tiên vừa rồi đối với con cháu chúng ta. Nét văn hóa dưới dần trong họ tộc là một điều cần thiết và bắt buộc con cháu ta phải thực hiện. Hôm nay về đây dưới bóng cây cao cả của Đức Ngài, chúng ta lấy đây là một địa chỉ hành hương hàng năm và tất cả mọi lễ là hàng năm mà được hội đồng tổ chức. Và đây cũng là nơi để chúng ta hội họp, giao lưu và để kết nối anh em nếu như chúng ta chưa hiểu nhau, chưa biết nhau, chưa từng là gặp nhau. Đây cũng là địa chỉ số 1. Cuối cùng là lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đại biểu, các bác, các chú, các anh trong hội đồng gia tộc càng ngày càng phát huy năng lực của mình để xây dựng đài chi hai của chúng ta ngày càng đẹp đẽ hơn. Xin chân thành cảm ơn. Qua buổi lễ xin cảm ơn ý kiến phát biểu của chú Nguyễn Đình Quán. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu chú Nguyễn Đình Minh, kế toán của hội đồng gia tộc đại chi hai lên thông qua cái nội dung cũng như danh sách khen thưởng các cái tập thể, các cái nhà thờ trung chi tiểu chi là con cháu có cái công đức và tinh thần tham gia trong cái việc là xây dựng tôn tạo lăng mộ của tổ phụ và tổ mẫu. Xin kính mời. Xin kính thưa với quý vị khách quý cũng như toàn thể anh em con cháu trong dòng tộc. Tức là như lúc nãy khi mà tôi công bố về cái thu chi của đại chi thì ta có 22 đầu nhà thờ và 50 người, 50 cá nhân đóng góp từ 1 triệu trở lên. Nhưng mà vì là số lượng đông cho nên là ban quản tộc và hội đồng giáo tộc thống nhất sẽ vinh danh các trung tiểu chi đóng góp từ 15 triệu trở lên và các cá nhân đóng góp từ 10 triệu trở lên, số còn lại thì được ghi vào sổ vàng công đức. Một lần nữa là xin mọi người cho một tràng vỗ tay để mà ủng hộ cái việc tinh thần này. Trước hết là để vinh danh các gia đình, các nhà thờ đóng góp thì xin mời ông Nguyễn Chí Quý thay mặt cho phái Thanh Đồng Thanh Chương đóng góp 40 triệu đồng lên, xin mời ông lên trên sân khấu. Tiếp theo là ông Nguyễn Đình Nông thay mặt cho phái Nghi Quang Nghi Lộc là 20 triệu. Tiếp theo là ông Nguyễn Đình Xuân phái 1 của Nghi Thạch 16 triệu. Tiếp theo là mời ông Nguyễn Đình Trường của phái 2 Nghi Thạch 15 triệu. Tiếp theo là xin mời ông Nguyễn Đình Thọ tiểu chi hai cửa hội cũng đóng góp 15 triệu. Tiếp theo là mời ông Nguyễn Đình Phượng phái Sơn Tân, Tân Mỹ Hà, Hương Sơn 15 triệu. Tiếp theo là bảy là ông Nguyễn Đình An phái Nghi Diên 15 triệu.
8 là ông Nguyễn Đình Việt, Thái Nghi Phương, 15 triệu. 9 là ông Nguyễn Đình Tiến, Tiểu Chi, Thanh Hà, Thanh Chương, 15 triệu. 10 là ông Nguyễn Đình Sinh, Phái Nghi Hợp Cũ của Khánh Hợp, 15 triệu. Xin mời các đại diện của các nhà thờ lên trên sân khấu. Sau đây thì trong 50 cá nhân đóng góp đến ngày 7 tháng 11 thì có 15 cá nhân và có 3 gia đình là đóng góp xây dựng mộ tổ mẫu. Cùng với vinh danh có 3 cá nhân đã có nhiều công để mà góp phần trong quá trình xây dựng tôn tạo hai khu lăng mộ chi tổ cụ và chi tổ mẫu. Xin giới thiệu ông gia đình ông Nguyễn Đình Nguyên và bà Cao Thị Bích Hải, thì ông Nguyễn đã mất rồi. Lúc nãy chúng ta ấy thì có là ông Nguyễn Đình Nho là tộc trưởng của phái Nghi Công Bắc đại diện là 55 triệu. Gia đình ông Nguyễn Đình Minh và Đinh Thị Ái Bình, còn ông Tiến bà Dần thì ông Minh thì cũng ở xa không về được, thì có ông Tiến là bố ông Minh đại diện. Xin mời ông Minh, ông Tiến. Ông Nguyễn Đức Trọng cùng con cháu Cố Đôn thì ở Sài Gòn, cũng có điện thoại về là do ở xa không về được, thì đề nghị là ở tiểu chi Nguyễn Thế Truyền ở Đức Thọ, có ai thì xin lên nhận hộ. Tiếp theo là ông Nguyễn Đình Hùng và Tăng Thị Huyền là con của ông An ở phái Nghi Diên, Nghi Lộc là 20 triệu đồng. Năm là ông Nguyễn Đình Tư, xóm Hợp Thắng, xã Nghi Lộc là hiến 70 mét vuông đất, giá trị là 20 triệu đồng. Sáu là bà Phạm Thị Trâm, giám đốc nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, dâu Bến Thủy là 15 triệu đồng. Bảy là ông Nguyễn Đình Minh và bà Trần Thị Thu ở phái 1 xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc là 10 triệu đồng. Tám là ông Nguyễn Đình Hòa và bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, con ông Hương bà Đào thuộc phái 2 xã Nghi Thạch, 10 triệu. 9 là ông Nguyễn Đình Toàn, phái 2 Thanh Đồng, Thanh Chương, 10 triệu. 10 là gia đình ông Nguyễn Đình Nhữ và con trai Nguyễn Anh Hồng ở phái Cửa Hội, đang sinh sống ở Nha Trang thì cũng không về được, thì đề nghị là ở phái Cửa Hội cử người để nhận hộ, 10 triệu. 11 là ông Nguyễn Chí Bình, cùng phái Thanh Đồng, Thanh Chương, Nghệ An là 10 triệu đồng. 12 là ông Nguyễn Đình Mạo, phái Nghi Diên, đang sống ở Đồng Hới, cũng 10 triệu đồng. 13 là ông Nguyễn Đình Đức, phái Xuân Tân, Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, 10 triệu đồng. 14 là ông Nguyễn Đình Thảo, con ông Nguyễn Đình Bi, của tiểu chi hai Cửa Hội, 10 triệu. 15 là ông Nguyễn Đình Nguyên, con ông Nguyễn Đình Điệt, ở Nghi Hoa, Nghi Lộc, 10 triệu đồng. Mười sáu là ông gia đình ông Nguyễn Đình Thoàn, là cũng có công, một trong ba gia đình để có công xây dựng lăng tổ mẫu. Thì bây giờ chú Thoàn cũng do tuổi cao và ở xa không về được, thì có ông Nguyễn Đình Thành là em ruột của ông Nguyễn Đình Thoàn đại diện. Gia đình ông Nguyễn Đình Nguyên ở Nghi Hoa, Nghi Lộc là 130 triệu xây dựng lăng tổ mẫu. Gia đình ông Nguyễn Đình An 180 triệu xây dựng lăng tổ mẫu. Và có 3 cá nhân mà như tôi nói, tức là có nhiều đóng góp về công
sức cũng như là tinh thần đối với trong quá trình xây dựng lăng mộ là có ông Nguyễn Đình Sơn ở phái 2 xã Nghi Thạch, nguyên là thủ quỹ của Đại Chi 2. Hai là ông Nguyễn Đình Hạ ở Khánh Hợp, Nghi Lộc. Và ba là ông Nguyễn Đình Hòa, phái Nghi Diên, Nghi Lộc. Xin mời 21 vị được vinh danh hôm nay lên trên sân khấu để nhận quà, nhận bảng vinh danh và hoa. Xin kính mời chú Nguyễn Đình Nguyên, chánh quản tộc, và ông Nguyễn Đình Tiến, trưởng ban đối ngoại của Đại Tôn, lên trao bằng hoa cho các cá nhân được vinh danh hôm nay. Xin toàn đại chi chúng ta cho một tràng pháo tay để động viên tinh thần này. Làm cái lâu bia nữa, làm cái chân lâu bia nữa, thành ra là cũng sắp xỉ khoảng gần 160 rồi. Là hiện nay chúng tôi đang nợ nhà thầu. Nhà thầu có hỏi chúng tôi này, cháu cứ từ từ cái đã. Khi nào có rồi bắt trả, không nợ cháu đâu. Thành ra là cũng mong rằng toàn thể ta đây đại diện cho con cháu về phát đồng ở địa phương mình, ở tiểu chí mình để đóng góp thêm những tiểu chí nào chưa đóng thì yêu cầu các tiểu chí đó đóng, những tiểu chí nào đóng chưa đủ thì xin các ông chánh một tập của các tiểu chí cố gắng đóng cho đủ, và những tiểu chí nào đã đóng nhiều rồi, đủ rồi thì đóng thêm để làm sao cho cụ tổ ta hoan hỷ tám nợ, bởi vì tá nợ thì thành các chủ mang nợ. Tôi cùng trao đổi thế và mong rằng chúng ta hoàn thành được
cái chuyện này thật trong một cái hoàn cảnh thật là tốt đẹp. À, một lần nữa tôi xin cảm gửi lời cảm ơn tất cả và chúc sức khỏe đến tất cả ba con họ tập. Và sau này ta bắt đầu cuộc buổi tiệc thu lộc. Như đã nói, ta ngồi vào, ai cũng có thể đóng ngồi vào, lưới nào chưa có ta ngồi chén vào. Lễ khánh thành nhá đã kết thúc. Thì xin có lời là thay mặt cho hội đồng gia tộc kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể con cháu thì ngồi vào mâm ta thủ lộc. Nhưng mà trong quá trình làm lễ khánh thành có một cái báo cáo thì cũng sơ suất ở đây là chú Hà ở Nghi Hợp ở Khánh Hợp thì có cái đóng góp là 175 mét đất, là một thành phần rất là tích cực với dòng họ. Cái này là ta quên chưa đọc mà vinh danh thì là tôi cũng thay mặt cho đại chi hội đồng gia tộc đại chi là mong chùa thông cảm thì có gì đó là trong cái dịp hội dịp lễ hội là chúng tôi sẽ để ý hơn.